La Đại Lục tập 166. Đường Tam ngỏ ý, hắn có thể dạy Cát Tường một loại công pháp tu luyện để cho cậu ta trở thành hồn sư, nhưng mà Đường Tam không thể tự mình truyền thụ. Nói rồi hắn ngỏ ý làm lão sư của Cát Tường, Cát Tường nghe vậy liền lập tức đồng ý. Sau này cậu ta chính là đệ tử của Đường Môn rồi. Đường Tam lấy ra một gốc tham vương vạn năm được hái từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tác dụng xây dựng lại căn cơ, đúng lúc thích hợp cho Cát Tường sử dụng. Rất nhanh cả hai liền bắt đầu. Chẳng biết trải qua bao lâu, cuối cùng Cát Tường cũng đã thành công ngưng tụ hồn hoàn. Tuy là rất có thiên phú, nhưng muốn có thành tựu vẫn phải chăm chỉ tu luyện. Sau khi thực lực đã hồi phục hoàn toàn, hắn muốn hỏi thăm về đoàn hải tặc từ Trân Châu, đặc biệt là đoàn trưởng của họ. Được biết vị đoàn trưởng này là một vị cô nương, theo lời của Cát Tường thì cô ta tâm tính rất tốt, thường xuyên giúp đỡ làng trai nghèo khó. Đây chính là địa bàn của họ, số lượng thành viên có hơn 3.000 người. Trong đó đại khái có hơn 200 tên hồn sư, mạnh nhất chính là đoàn trưởng Tử Chân Châu, hồn đế cấp 68, có hơn 40 con thuyền. Trong các hải vực gần đây rất nổi danh. Cả hai đi được một lúc cũng tới nơi. Tất cả các thuyền viên nhìn thấy Cát Tường đều cung kính, dù sao thì cậu ta cũng là thần y chữa bệnh cho mọi người. Con thuyền có hình dạng căn nhà này là trụ sở chính. Vừa nhìn thấy nó, Đường Tam lập tức kinh ngạc không thể tin nổi. Tất cả thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái đang bị cột treo lên. Không chờ đợi thêm, hắn lập tức giải cứu cho bọn họ. Lúc này cơ thể của ai nấy cũng đều rất yếu đuối. Hành động của Đường Tam lập tức khiến cho người khác kinh động, bọn họ chạy đến bao vây xung quanh. Lúc này chỉ cần một bên khiêu khích nữa thôi là sẽ xảy ra xung đột. Nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng của Tiểu Vũ từ bên trong phòng đã vang lên. Mặc dù chỉ nhìn qua cửa sổ nhưng chúng ta vẫn dễ dàng nhận ra cô nàng đang bị người khác làm mấy hành động thân mật. Tức giận vì chuyện này, Đường Tam ngay lập tức phá cửa giải cứu. Nhưng sau khi nhìn thấy người trước mặt là nữ nhân thì vô cùng kinh ngạc. Cô nàng này là Tử Chân Châu, đang yên đang lành có người tới phá thuyền, miệng lại đòi chém đòi giết, cho nên tức giận chắc chắn không ít. Đôi bên lời qua tiếng lại một hồi, ta muốn giết ngươi, ngươi muốn giết ta đúng như trong sách giáo khoa. Tử Chân Châu bộc phát đệ tứ hồn kỹ tấn công trước, Đường Tam cũng đáp trả lại bằng hồn kỹ Lam Ngân Bá Vương Thường. Mỗi chiêu tung ra liền khiến Tử Chân Châu bị thương, đôi bên tiếp tục giằng co một hồi. Cuối cùng sau khi sử dụng ra bát chu mâu thì Đường Tam cũng khống chế được nàng ta. Lúc này đám thành viên trong đoàn hải tặc cũng đạp cửa lao vào tới bao vây. Đôi bên mỗi người đều lăm lăm vũ khí định làm thịt nam chính. Đáp lại thì nam chính vẫn không nhượng bộ, chưa kể đến việc làm hại bằng hữu của hắn, hơn nữa còn dám thân mật với Tiểu Vũ. Bỗng dưng Mã Hồng Tuấn đi vào ngăn cản lại, đoàn trưởng Từ Chân Châu không có làm tổn thương bọn họ, tất cả bọn họ đều bị hàn độc. Nàng ta cột mọi người bên ngoài là vì mượn ánh sáng xua đi hàn độc mà thôi. Nghe những lời này, Từ Chân Châu lại phủ nhận. Nếu nàng ta đồng ý, con nghĩ rằng Đường Tam tất nhiên sẽ tha thứ cho nàng. Tha thứ là chuyện của kẻ mạnh áp dụng đối với kẻ yếu. Như vậy thì uy phong của nàng sẽ bị Đường Tam làm mất hết. Cho nên phải cứng miệng một chút. Dù sao thì thực lực của nàng cũng rất mạnh, nơi đây lại là địa bàn của mình nữa. Ngày đó sau khi tách ra, 7 người cứ như vậy trôi giặt trên biển. Sau đó gặp phải một con hồn thú vạn năm tấn công. Tuy thành công giết chết nó, nhưng cả nhóm cũng bị hàn khí của nó xâm nhập vào nội thể. Ngay cả phượng hoàng hỏa diễm của Mã Hồng Tuấn cũng không thể giải trừ. Về sau, cả nhóm lại may mắn trôi giặt tới một đảo và được đoàn hải tặc Tử Chân Châu cứu vớt. Con hồn thú vạn năm đó mà bọn họ gặp phải giống với vũ hồn của Tử Chân Châu, tên là Hải Khuê Sở. Nhưng mà Tử Chân Châu cũng không thể trực tiếp giải độc, cho nên chỉ có thể dựa vào ánh mặt trời. Đối với hàn độc này, Đường Tam chỉ cần sử dụng gia đan của thập thủ liệt dương xà liền lập tức hóa giải. Mọi chuyện đã rõ ràng, hiện tại chỉ cần thả Tiểu Vũ ra thì Đường Tam sẽ tha mạng cho Tử Chân Châu. Dù là vị hôn thê của Đường Tam thì có sao, nàng ta muốn cả hai đánh cược một lần. Nếu Đường Tam thắng, nàng sẽ phải nhận hắn làm lão đại, còn nếu thua thì tùy ý xử lý. Đây là cuộc thi về tốc độ, hắn sẽ không dùng hồn kỹ và kỹ năng vũ hồn. Trong vòng một nén nhang, nếu như bắt được Tử Chân Châu thì hắn sẽ thắng. Đôi bên lập tức đạt thành hiệp định. Vừa mới bắt đầu, Tử Chân Châu liền chạy đi. Đám thuyền viên cũng lập tức đứng ra chặn đường nam chính. Việc của bọn họ chính là câu giờ. Tuy nhiên, chỉ với một chiêu ám khí, Thiên Nữ Tán Hoa đã hoàn toàn khống chế được cả đám. Thiên Nữ Tán Hoa là thủ pháp ám khí nền tảng của Đường Môn. Tuy rằng cường độ không mạnh, nhưng lại có khả năng khống chế rất tốt. Vừa vặn phong bế huyệt tề khiến bọn họ không thể cử động được. Trên đảo này là sân nhà của Tử Chân Châu, nàng ta đã quen thuộc với mọi địa hình ở đây, cho nên rất tự tin chiến thắng. Chỉ là Đường Tam lại có trí tuệ đầu cốt, có khả năng truy tung. Kết hợp với làm ngần lĩnh vực khóa chặt mục tiêu,
Dù Từ Trân Châu có chạy như thế nào thì hắn cũng đều nắm được vị trí của nàng ta. Rất nhanh Đường Tam cũng tiếp cận được cô nàng, nhưng mà đối phương vô cùng linh hoạt né tránh, thậm chí lừa Đường Tam vào bẫy và bị vô số cung tên tấn công, thân thể suýt nữa thành nhím. Vừa mới thoát được cái bẫy thì lại xuất hiện thêm vài tên khác câu giờ. Đến cũng nhanh và bị hạ gục cũng nhanh chóng. Lúc tưởng tắm được nàng ta thì gặp phải kế lì rắn. Từ Trân Châu cho người khác đóng giả mình, còn bản thân thì chạy tới bờ biển. Chỉ cần nàng nấp dưới biển thì Đường Tam tuyệt đối không tìm được. Rất nhanh Đường Tam cũng tìm tới. Bị rơi vào thế yếu, Từ Trân Châu đành phải sử dụng ra hồn kỹ thứ 6 ngăn cản. Vô số con xà độc lao ra tấn công và phong tỏa đường ra của nam chính. Nhân cơ hội đó, Từ Trân Châu cười đắc chí. Có vẻ như nàng đã nắm chắc phần chiến thắng rồi. Nói rồi liền nhảy xuống biển. Về phần Đường Tam, rốt cuộc hắn có kịp thoát ra để tóm lấy Từ Trân Châu hay không? Mời mọi người đón xem video tiếp theo nhé! Tập phim tại đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ mình có thêm động lực làm nhiều video khác nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại!